Chào mừng các em đến với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 3. Các em mở sách và bài tập của môn toán lớp 3 bài 118 thực hành xem đồng hồ tiếp theo. Thì ở video trước, chúng ta đã làm được bài tập số 1. Video hôm nay, chúng ta tiếp tục làm bài tập số 2. Bài tập số 2, người ta yêu cầu chúng ta nối theo mẫu. Ở đây, người ta cho chúng ta các đồng hồ có các chữ số là các chữ số La Mã. Và người ta có mẫu như sau. Đồng hồ mẫu kim ngắn chỉ qua số 11. Qua số 12. Điều này có nghĩa là 12 giờ hơn. Kim dài chỉ số 5. Kim dài chỉ số 5 thì chúng ta biết trên đồng hồ khoảng cách từ số nọ đến số kia là 5 phút. Kim dài chỉ số 5, chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 5 bằng 25. Như vậy, đồng hồ chỉ 12 giờ 25 phút. Do đó chúng ta sẽ nối với số 12 giờ 25 phút. Thì tương tự mẫu, chúng ta sẽ làm đồng hồ thứ nhất ở cột bên tay trái. Đồng hồ thứ nhất, kim ngắn chỉ qua số 5 một tí, kim dài chỉ qua số 12 ba vạch. Kim ngắn chỉ qua số 5 có nghĩa là 5 giờ hơn. Kim dài chỉ qua số 12 ba vạch có nghĩa là 5 giờ hơn 3 phút. Thì ở đây có hai trường hợp xảy ra. Một, nếu vào thời điểm là buổi sáng thì sẽ là 5 giờ 3 phút. Còn nếu là thời điểm buổi chiều thì chúng ta sẽ lấy 5, số giờ là 5 cộng thêm với 12 tiếng nữa, tức là 5 cộng với 12 bằng 17. Như vậy, nếu là buổi sáng thì sẽ là 5 giờ 3 phút, còn là buổi chiều thì sẽ là 17 giờ 3 phút. Ở đây chúng ta quan sát các số giờ ở trên hình. Các số giờ ở trên hình không có số nào là 5 giờ 3 phút cả, mà chỉ có 17 giờ 3 phút thôi. Do đó chúng ta sẽ nối đồng hồ với số 17 giờ 3 phút. Tiếp theo là đồng hồ thứ hai, là đồng hồ mẫu, chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta tiếp tục quan sát đồng hồ thứ ba ở cột bên tay trái. Đồng hồ thứ ba, kim ngắn chỉ qua số 8 và kim dài chỉ qua số 3. Qua số 3 một vạch. Chúng ta có kim ngắn chỉ qua số 8 một tí. Kim dài chỉ qua số 3. Qua số 3 một vạch. Thì điều này có nghĩa là 8 giờ. 8 giờ hơn, và cụ thể là hơn bao nhiêu phút? Kim dài chỉ qua số 3 thì chúng ta sẽ có đến số 3 là chúng ta có 3 nhân với 5 bằng 15 phút. Qua số 3 một vạch là chúng ta sẽ lấy 15 cộng với 1 bằng 16. 15 cộng với 1 là bằng 16. Như vậy, chúng ta sẽ có 8 giờ 16 phút. Nếu là buổi sáng là 8 giờ 16 phút. Còn nếu là buổi chiều thì chúng ta sẽ lấy 8 cộng với 12. 8 cộng với 12 là 20, bằng 20. Nếu là buổi chiều là sẽ là 20 giờ 16 phút. Thì ở đây chúng ta quan sát bài toán người ta cho không có 20 giờ 16 phút mà chỉ có 8 giờ 16 phút. Do đó chúng ta sẽ nối đồng hồ với số 8 giờ 16 phút. Tiếp theo, chúng ta quan sát các đồng hồ ở cột bên tay phải. Đồng hồ thứ nhất, kim ngắn chỉ gần đến số 8, kim dài chỉ chính giữa số 8. Thì kim ngắn chỉ gần đến số 8 có nghĩa là 8 giờ. Chúng ta sẽ có 8 giờ kém hoặc 7 giờ hơn. Như vậy chúng ta sẽ có 7 giờ, 7 giờ hơn. Và cụ thể là hơn bao nhiêu phút? Thì chúng ta sẽ là quan sát kim dài. Kim dài chỉ số 8. Thì đây, kim dài chỉ số 8, chúng ta sẽ lấy 8 nhân với 5 bằng 40. Như vậy là chúng ta có 7 giờ 40. Nếu là buổi sáng thì là 7 giờ 40. Còn buổi chiều thì chúng ta sẽ lấy 7 cộng với 12 bằng 19. Tức là 19 giờ 40. Chúng ta quan sát các số mà bài toán cho.
thì không có 7 giờ 40 mà chỉ có 19 giờ 40. Do đó chúng ta sẽ nối đồng hồ với số 19 giờ 40. Tiếp tục chúng ta quan sát đồng hồ thứ hai ở cột bên tay phải. Đồng hồ thứ hai kim ngắn chỉ qua số 10 một tí, kim dài chỉ số 1. Kim ngắn chỉ qua số 10 một tí. Kim dài chỉ số 1. Thì điều này chúng ta sẽ xem giờ đồng hồ như sau. Kim ngắn chỉ qua số 10 một tí có nghĩa là 10 giờ, 10 giờ hơn. Cụ thể là hơn bao nhiêu phút chúng ta sẽ quan sát kim dài. Kim dài chỉ số 1 thì có nghĩa là 10 giờ 5 phút. Như vậy nếu là buổi sáng là 10 giờ 5 phút, còn nếu là buổi tối thì chúng ta sẽ lấy 10 giờ cộng với 12 là bằng 22. 22 giờ 5 phút. Chúng ta lại tiếp tục quan sát các số mà bài toán cho. Ở đây chúng ta chỉ có 22 giờ 5 phút chứ không có không có 10 giờ 5 phút. Vì vậy chúng ta sẽ nối đồng hồ với số 22 giờ 5 phút. Tiếp theo chúng ta quan sát đồng hồ cuối cùng. Đồng hồ cuối cùng kim ngắn chỉ gần đến số 3 và kim dài chỉ qua số 10 3 vạch. Ở đây chúng ta có kim ngắn chỉ gần đến số 3 và kim dài chỉ qua số 10 3 vạch. Thì kim ngắn chỉ gần đến số 3 có nghĩa là 2 giờ hơn. Muốn biết là 2 giờ hơn bao nhiêu phút, chúng ta quan sát kim dài. Kim dài chỉ qua số 10 3 vạch. Ở đây chúng ta biết khoảng cách từ số nọ đến số kia là 5 phút. Kim dài chỉ qua số 10 thì chúng ta sẽ lấy 10 nhân với 5 bằng 50 phút. Do kim dài chỉ qua số 10 3 vạch, chúng ta sẽ lấy 50 cộng với 3 bằng 53. Như vậy chúng ta sẽ có 2 giờ 53 phút. Nếu là buổi sáng là 2 giờ 53 phút. Còn nếu là buổi chiều thì chúng ta sẽ lấy 12 cộng với 2 giờ là bằng 14 giờ. 14 giờ 53 phút. Ở đây bài toán cho không có 14 giờ 53 mà chỉ có 2 giờ 53. Do đó chúng ta sẽ nối đồng hồ với số 2 giờ 53. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 người ta yêu cầu chúng ta điền số. Ở đây người ta hỏi chúng ta là chương trình vườn cổ tích kéo dài trong bao nhiêu phút. Đầu tiên chúng ta quan sát đồng hồ bắt đầu. Đồng hồ bắt đầu là kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12. Thì có nghĩa là chương trình bắt đầu lúc 11 giờ. Tiếp theo chúng ta quan sát đồng hồ chương trình kết thúc. Khi chương trình kết thúc thì kim ngắn chỉ qua số 11, kim dài chỉ số 6. Kim ngắn chỉ qua số 11 có nghĩa là 11 giờ hơn. Cụ thể là hơn bao nhiêu phút, chúng ta sẽ quan sát kim dài. Kim dài chỉ số 6, chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 5 bằng 30. Bởi vì khoảng cách từ số nọ đến số kia là 5 phút. Cho nên kim dài chỉ số 6, chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 5 bằng 30. Do đó, chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 phút. Thì từ 11 giờ mà đến 11 giờ 30 phút, có nghĩa là chương trình vườn cổ tích kéo dài trong 30 phút. Chúng ta sẽ điền vào đây là 30. Thì như vậy chúng ta làm xong bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta làm bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B. Thì từ đồng hồ A
Đồng hồ A là kim ngắn chỉ số 7, kim dài chỉ số 12, có nghĩa là 7 giờ. Sau 25 phút có nghĩa là 7 giờ 25. Từ 7 giờ chúng ta cộng thêm 25 phút nữa là 7 giờ 25. Thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B. Sau 25 phút thì đồng hồ B sẽ chỉ 7 giờ 25. Ở đây kim ngắn chỉ qua số 7, có nghĩa là 7 giờ hơn. Và kim dài sẽ chỉ vào số bao nhiêu để chúng ta có 7 giờ 25. Thì khoảng cách từ số nọ đến số kia là 5 phút. Cho nên chúng ta sẽ lấy 25 chia cho 5 bằng 5. Vì vậy chúng ta sẽ có kim dài chỉ số 5. Thì như vậy là chúng ta đã làm xong các bài tập của bài 118 thực hành xem đồng hồ. Tiếp theo thì video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.